hello anh chị và các bạn à, trong quá trình chúng ta sử dụng uh, máy chủ trên AWS này, cụ thể là Amazon EC2 thì chúng ta sẽ có nhu cầu thay đổi cấu hình hay là giãn nở cái máy chủ EC2 chúng ta thì về mặt giãn nở chúng ta sẽ có hai cơ chế ha. một cơ chế gọi là giãn nở theo chiều ngang gọi là horizontal scaling có nghĩa là chúng ta sẽ tạo thêm nhiều máy chủ giống cấu hình như vậy để phục vụ các yêu cầu của server thì uh, các loại scale này thì trên hết hỗ trợ sẵn một tính năng gọi là auto scale lên cái việc này chúng ta đã có rất là dễ ha? mình cũng đã có các bài liên quan auto scaling và cấu hình với Load balancer nhưng bên cạnh đấy thì nếu mà chúng ta phát triển những ứng dụng mà kiểu truyền thống thì chúng ta sẽ cũng có những cái nhu cầu về uh, vertical scaling hay là dẫn ở chiều dọc Có có là cùng với con server đấy chúng ta chỉ việc tăng hoặc giảm mấy cấu hơn mấy chủ thôi Chẳng sẽ như là từ hai cpu nâng lên thành 4 cpu chẳng hạn thì cái nhu cầu này là nhu cầu dành cho những anh chị phát triển những ứng dụng mà kiểu có tính chất như này này bình thường tôi đang chạy một cái cấu phần cơ bản nhưng mà tuy nhiên trong tháng hay trong tuần nữa tôi có một vài thời điểm tôi cần phải chạy cấu phần lớn hơn để tôi cần solid data tôi xử lý các batch job hay là tôi xử lý các store procedure ở mức độ database trên AWS không à, trên Amazon C2 cụ thể là Amazon C2 À, vậy thì cái việc mà vertical scaling này thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta cần phải uh, stop server trước xong chúng ta sẽ modify con EC2 này nó có tính năng ở đây này modify uh, đấy, uh, chain instant time thì vấn đề ở đây là chúng ta cần phải stop và có sẽ có đau thang vì là chúng ta không không thoát được khi chúng ta dùng vertical scaling nhưng mà tuy nhiên bây giờ nếu mà có cách nào chúng ta làm tự động hóa việc này hay không uh, vẫn là stop thay đổi instant time rồi start máy chủ lên ha. thì thay vì chúng ta phải vào console chúng ta phải stop start này lên thì nó rất là cực uh, vậy thì chúng ta có cách nào ha thì cũng rất là may ADN cung cấp chúng ta các bộ ADN SDK rất là đều đủ tính năng để chúng ta có thể xử lý việc này từ từ code ha thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý uh, bằng ADN SDK ha cụ thể là JavaScript version 3 À, có thể um, tự động uh, stop này thay đổi cái, cái cấu hình của máy chủ tăng lên hoặc là giảm xuống uh, và cũng tất nhiên chúng ta có thể lập lịch được thông qua event break như những cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn ha thì uh, mình sẽ đi qua cái phần uh, api trước để các bạn sẽ xem ha chúng ta sẽ dùng uh, sdk cloud EC2 uh. chúng ta sẽ dùng các cái api liên quan đến stop isto này đầu tiên chúng ta phải stop sau khi stop xong uh, thì chúng ta cần phải uh, modify instant thì cụ thể chúng ta có modify là có rất nhiều chỉ số modify nhưng trong này chúng ta chỉ quan tâm đến instant time. À, và sau khi modify thì chúng ta sẽ dùng Start instant command để chúng ta khởi động lại con EC2 đấy. À, bên cạnh đấy chúng ta sẽ dùng một cái loại gọi là một cái câu API gọi là display instant http gọi là xem con EC2 chúng ta đã thực sự stop à uh, graceful hay là nó đã running hay chưa. Thì đây là những cái phối hợp trong cái Uh, trong cái script mình sẽ viết và cuối cùng khi chúng ta viết xong hoàn thành thì mình sẽ đẩy lên một cái dịch vụ tên là AIDES Lambda để hỗ trợ chúng ta có thể tự động uh, chạy cái Extrusion và lập schedule cả tự động trên AWS và chúng ta sẽ đi cùng vào uh, xem cái phần triển khai thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải viết một cái script để stop Extrusion lưu ý nhé, mình sẽ dùng là JavaScript version 3, từ giờ sẽ đi hết chứ mình không dùng version 2 nữa ở đây chúng ta sẽ có một cái sample code ở đây này mình sẽ copy cái code này nha Mình sẽ mở Studio Video Studio Code. À, mình sẽ tạo một cái file đầu tiên à. đây là stop.jsg ha. À. GS này là module javascript. À, mình sẽ xóa tất cả những cái câu comment này đi. và dùng mình dùng sẽ dùng client. À. Thì trong cái bài này mình sẽ um, sử dụng một cái instance ID. Lưu ý mình có thể stop một mảng instance ID. Trong trường hợp này mình sẽ cần phải nhận cái tham số instance ID. Thông thường mình sẽ lấy từ biến biến môi trường. à Mình sẽ dùng là instance ID bằng process. env. instance ID. À, trong thực tế thì mình sẽ lấy từ biến môi trường của uh, lambda. À, nhưng mà trong trường hợp này mình đang dép và local mình sẽ mình sẽ fix luôn cái phần instance ID. Thì Instant ID mình sẽ mở đến cái đây ha, Instant ID mình sẽ copy từ cái con EC2 chúng ta đây. Sang đi 6A ha. Rồi 6A. Sau đấy thì chúng ta sẽ cần cái thông tin về region. Nữa. À tại vì bây giờ mình chưa xét set môi trường cho nên mình sẽ fix luôn môi trường của cái region của mình là Singapore ha thì sao để biết Singapore chúng ta bấm vào trên cái console này này chúng ta xem này. Singapore là AB sau 1 thì các bạn làm vào region khác là các bạn lưu ý chọn thay cái code cho nó phù hợp. Uh, instant time hiện tại mình đang là T2 macro bây giờ mình muốn chuyển sang là T2 small ha. thì chút nữa mình sẽ cùng uh, cùng thử xem. Uh, client input này hai bên hai bên chúng ta không có dùng ha. Uh, run là chạy thử hay không không có dùng uh, chúng ta xóa này đi. for uh, force thì chúng ta sẽ để là true uh, không nào F, nó phải stop con server này. À, mình sẽ xóa cái dòng này đi cho nó gọn rồi instant id mình sẽ bỏ vào đây rồi chúng ta đang có cái input này ha mình sẽ copy này cho nó gọn nha đỡ phải nhiều nhiều cái dòng rồi ok không ạ à, sau đó chúng ta ở quay xem cái comment này thì lúc này chúng ta sẽ có thể cần ra thử vào nha chạy được chưa ha respond <laughs> rồi chúng ta sẽ thử chạy cái này hiện tại con server chúng ta chẳng lại running à mình thử refresh để chắc ăn ok rồi chúng ta sẽ thực hiện là um, mở cái console mình lên à, uh, node rồi uh, stop is to à. Uh, mình đang bị lỗi này cannot file uh, easy to nào cái này thì mình cần phải cài cái npm <laughs> cho cái bộ sdk clan easy to rồi các bạn có cái module ở đây nha có cái package chấm json ở đây này uh, cloud easy bản 3.4 đây rồi uh, chúng ta sẽ coi stop easy ở đây uh, chạy lại ha Uh, nó vẫn bị lỗi config fix in define ở uh, đây chúng ta sẽ cần phải thay đổi cái ở đây nó uh, region này <laughs> region ha huh? đợi chạy uh, chạy lên sin Singapore của chúng ta ở đây rồi nó đã chạy thành công rồi này thì chúng ta lúc mà chúng ta quay về chúng ta thấy nó đang trạng thái stopping thì lưu ý một điểm đó là uh, khi chúng ta stop ping thì chúng ta không thể thay đổi được cái instant uh, time chúng ta được mà khi muốn thay đổi thì chúng ta sẽ cần phải uh, à, uh, cần phải cho nó stop cắt hoàn toàn ha. Thì để kiểm tra nó stop cắt hoàn toàn hay chưa thì chúng ta sẽ cần thông qua một cái API gọi là à, uh, price comment của chúng ta ở đây ha. Đây, the price comment của chúng ta ở đây. Thì mình sẽ tạo một cái à, uh, file nữa đi để chúng ta, chúng ta sử dụng ha. Uh, status ec mgs ha. Uh. Mình sẽ copy cái này. Uh, xóa đi cái phần comment này đi. Quả rồi ở đây thì mình sẽ xóa cái phần attribute luôn right run no ha mình không có chạy right run lúc này mình chỉ truyền vào cái phần instant id ya? mình sẽ lấy luôn từ cái phần này nhé status <laughs> rồi instant id chúng ta sẽ bỏ ở đây Uh, chạy con input command mình sẽ để dùng cái này luôn uh, cần rồi xem comment nào. mình sẽ console .lock uh, respond thì bây giờ mình muốn mình muốn kiểm tra cái con ecu này nó trạng thái như thế nào nha mình thử chạy cái status ecu này mình bị lỗi rồi à, bị lỗi là do cái câu lệnh này mình chuyển không đúng rồi mình sẽ cần phải dùng cái câu lệnh là instant comment ở đây à mình sẽ dùng cái instant comment ở đây cái thằng attribute rồi chúng ta sẽ dùng cái này thì khi dùng cái này chúng ta sẽ cần không cần filter này instant id này chúng ta sẽ dùng cái instant id rồi chúng ta sẽ truyền vào đó nó là một một mạng một mạng gồm những cái instant id thì chúng ta sẽ dùng cái này rồi chúng ta sẽ chạy lại nhá Oh, nó chạy ra rồi này thì bây giờ chúng ta chạy chúng ta muốn xem là cái instance chúng ta đang ở trạng thái như thế nào á thì mình sẽ cần phải lấy trong cái response này lấy ra thì chỗ này mình sẽ có phần metadata này mình sẽ lấy phần status ra nha à, con status này bằng response chấm metadata chấm uh, có chấm reservation ở đây ha rồi bây nó là dạng mạng, mà sẽ là cái đầu tiên luôn rồi dạng mạng này trong này mình sẽ có cái instant ha. instant lại là một dạng array tiếp cho instant array là cái không đầu tiên rồi mình sẽ thử Status rồi coi kiểm để... tra trạng thái của nó coi nha Reservation 0, bây không ha. có cái này kĩ này coi à chúng ta sẽ coi cái lại có cái phần này re à không có meta data reservation này à không này rồi instant ha instant là cái không đầu tiên luôn. Rồi này. Rồi nó ra gì đây coi chúng ta coi ở đây này. instant có rất nhiều thông số à cái tab mình đều lấy được hết này networking uh, à, code đây chấm gì đây state đây này code 80 này rồi chấm state ha rồi chấm state đây chấm state chấm name ha Ở chúng ta đã có cái status của nó là stop mà sau này chúng ta start lên thì nó sẽ có có thể là thay đổi cái này, cái, cái đó thành running chẳng hạn. À, bây giờ chúng ta đã có stop mà có kiểm tra status rồi chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa là stack uh, ec2.mgs thì cái stack này lại khá giống với uh, mình có kỹ chút nha đây mà uh, cái stack đây cái stack thì cũng khá giống với cái stop mà nó hơi ngược ngược xí thôi mình sẽ copy cái này mình sẽ xóa đi cái phần comment này mình sẽ có một mảng những cái ID của Instagram chúng ta sẽ dùng chính cái này luôn. Đấy. rồi input này chúng ta xóa nó đi, chúng ta có Instant ID rồi additional form mà chúng ta không cần, rồi right run không luôn. rồi à, đơn giản này đơn giản đúng không? ạ rồi sau đó chúng ta sẽ start thì start thì cần away thôi chúng ta không cần không cần biết là nó như thế nào hết không cần quan tâm mà xóa cho nó gọn này rồi chúng ta sẽ start con server này lên coi kiểm tra một lần nữa ha rồi trước khi start chúng ta kiểm kiểm tra console này đang ở trạng thái là stop rồi, đúng không ạ rồi chúng ta sẽ thử chạy lại ok không thấy có lỗi gì hết đây đang lại running vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra status này copy cái status của chúng ta rồi oh, đang chạy running à giờ mình thử stop lại rồi mình sẽ viết một cái script để cho nó modify cái instance thành một cái new instance rồi chúng ta đã stop rồi Thật ra cái stop này mình cũng không cần quan tâm là cái console log này làm gì cũng chỉ cần ở quay ở đây thôi ok uh, bây giờ chúng ta sẽ đi modify instant nào. rồi modify instant uh, chúng ta sẽ quay lại cái sdk của chúng ta đây uh, modify đây mình sẽ copy cái Symbol, syntax của nó ở đây nhá rồi mình sẽ cũng sẽ copy bình thường ở đây thôi lấy ba cái thông số này thì riêng trong cái phần modify instance này chúng ta sẽ cần tham chúng ta sẽ cần đẩy hai tham số nữa à, một tham số nữa đó là cái new instance Time của chúng ta ha bằng process env new instance Uh, mình sẽ chọn là t3 chấm small nhé mình nó giả sử tại vì cái con hiện tại của mình nó đang là uh, t3 chấm macro các bạn lưu ý là chúng ta không thể nào mà modify khi mà con server đang chẳng thấy running nhé chút nữa mà phải trước khi mình làm này mình phải stop con này đi rồi mới modify được uh, t3 small ha. rồi client này modify này uh, chúng ta không kiểm tra suốt dead. Ha. chúng ta sẽ xóa hết con số đi À, những cái nào liên quan này, à, mà cái này không cần ha. Instant ID không Instant ID này require này. Chúng ta cần bỏ Instant ID ở đây. Đối với cái này chúng ta phải làm trên từng cái từng cái con um, máy chủ chúng ta, chúng ta không làm hàng loạt được. Muốn làm hàng loạt thì các bạn sẽ cần phải uh, viết một cái thủ tục uh, for và uh, chạy vòng lặp Rồi instant uh, setup behavior không cần này. new instant ID đó. kernel mình cũng không cần quan tâm ram disk rồi user data không cần quan tâm nào xóa hết rồi cái này rất gọn đúng không chúng ta chỉ cần chúng ta chỉ quan tâm đến uh, instant thay bên cạnh đây các bạn có thể thay đổi loại ổ cứng gì đấy nói chung là có rất nhiều tham số ở đó rồi sau khi đó chúng ta thay đổi instant type thì chúng ta sẽ quay sẽ cái này thôi rồi bây giờ mình sẽ thử chạy cái này nha, hy vọng nó sẽ không có một cái lỗi nào đó mà Mày muốn à, chúng ta còn t3 macro này giờ chúng ta sẽ nếu chúng đổi thế là t3 small đúng không ạ cái t3 small ở đây à, modify rồi nó chạy xong rồi chúng ta thử reload lại nhá đây t3 small nè vậy là chúng ta đã building block được xong các cái hàm đơn lẻ là stop, start, modify, kiểm tra status ha. À, bây giờ mình sẽ tạo một cái script final đi, à, modify, uh, change, to, instant thai chậm ha thì cái này nó sẽ em, mình sẽ viết một cái gọi là để chúng ta sẽ cần uh, lưu ý ở đây ha đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải top ec2 to, instant thứ hai là chúng ta phải chất isito um, uh, stop it graceful ha có nghĩa là nó phải uh, nó phải là à, tắt một cách hoàn toàn nè à. sau đó chúng ta sẽ modify ec2 instant time uh, à, tiếp tục chúng ta sẽ start ec2 instant time và cuối cùng là uh, notify uh, notify success all failure lùa mình sẽ để một số thông tin của mình ở đây à. ha uhm, đây là cái name là vertical scaling Amazon EC2 Auto, uh, author region uh, email nếu các bạn có cần có thông tin là cần chia sẻ hay trao đổi bằng email mình rồi chúng ta sẽ đi vào cái thủ tục ở đây thì thủ tục ở đây thì chúng ta đầu tiên top server không chúng ta xem cái script của top, top server ở đây chúng sẽ copy cái, mình sẽ copy cái này qua uh, đâu rồi Rồi, uh, mình để làm này thì mình sẽ tạo tạo một các cái hàm con à uh, uh, stop isito instant icing mình async, uh, async. Uh, mình sẽ bỏ cái comment và cái away này vào. Đó, mình đã stop server này, mình sẽ dùng chung cái biến này. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra status ha. Uh, à uh, chat isito status bằng async um, uh, status đây status thì mình sẽ dùng chung là cái phần trên thôi mình sẽ, sẽ chỉ khác cái phần là uh, comment rồi trả về cái status ha uh, đây change rồi chúng ta sẽ return cái status À, cho bên phía ứng dụng ra biết a của mình đang ở trạng thái nào trạng thái là stop trạng thái bending trạng thái starting ha. thì à, à, kiểm tra sẽ như thế à, sau đó chúng ta sẽ viết một hàm là start ha con start install, instant bằng async luôn à, async start ở đây chúng ta dùng dễ thôi đúng. không khác gì hết Rồi chúng ta đã có stop start có modify. Chà dạ, chỉ có modify nha. Chúng ta phải copy cái modify nữa. Mình sẽ copy cái input vào đây cho nó gọn. À oh, input cũng có ở đây này. Rồi modify. À, chúng ta cần phải import nó vào đây nữa nhá. <laughs> Rồi, có Stop rồi Decrease này Start này Ok, hopefully rồi, màu xanh hết là ok rồi à, Chúng ta đã có Stop, Start, Modify Giờ chúng ta sẽ viết hàm Handler ha. handle async rồi uh, async thì chúng ta cần phải chạy cái handle đây. Để. Tại vì khi mà vào làm chúng ta copy vào làm ra chúng ta không cần chạy cái handler ở đây nữa. Uh, thì đầu tiên là mình sẽ uh, cần lock ra đi. Để gọi như là uh, mình sẽ gọi, đâu, sẽ gọi là stop Rồi, bước đầu tiên là stop. Uh, tiếp theo là mình sẽ chọn cái gọi 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 away stop easy to instant. dễ à, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra status là mình sẽ kiểm tra last easy to status bằng away just uh, easy to status luôn. Lúc này mình sẽ kiểm tra easy to status của mình coi đúng là nó đã stop hay chưa này. Nếu mà chưa stop á. Nếu mà chưa stop á bây giờ nó đã bằng chưa bằng chưa stop đúng không ạ khác đi nếu mà cái này khác stop thì chúng ta phải chờ cho nó khi nó stop ha thì để chờ cái này thì chúng ta sẽ dùng cái uh, một cái away new commit uh, resolver set time out resolver mình cho mình sẽ ngủ là ba ngàn giây nhé là ba ngàn millisecond là ba là ba giây á rồi mình sẽ bị cả một cái biến tham bằng không ở đây à, bây giờ mình sẽ cần uh, cần log uh, chấm <laughs> mình gọi là um, uh, current state à, uh, mình sẽ có cái gọi là ec2 state nè current state là ví dụ như là đang pending uh, hay là đã stop hay chưa ha huh? waiting or stopping in uh, time second thì mình sẽ có time cộng bằng 3 đang tại vì mình ngủ 3 giây ở đây thì trước khi ngủ cái này thì mình cần phải chạy lại cái setup này để nó kiểm tra rồi đó, à, kiểm tra status thì nó sẽ chạy cái này liên tục cho tới khi cái status này nó sẽ chẳng thái stop mà tại vì khi chúng ta đang ở running á, nó sẽ ở trạng thái là stopping có nghĩa là đang dừng cho tới khi nó dừng nó bắt đầu nó khoảng tùy thủ sơ các bạn nó có thể mất 10 giây 20 giây hay là nhiều hơn tùy thủ của các bạn nào rồi chúng ta coi như chúng ta đã stop thành công rồi tới tượng này thì chúng ta sẽ mình sẽ copy cái dòng dòng này xuống để cái này đi để cho nó dễ nhìn nhé amazon ec2 instant id này mình sẽ có cái instant id s stop à, rồi chúng ta đã gọi như là đã stop nó thành công chúng ta sẽ kiểm tra double check lại chúng ta sẽ đăng lại stop mà chúng ta sẽ start lên trước đi rồi, còn running giờ. này khi run sạc này nó cũng phải chờ qua bending nữa ha? rồi running rồi nha bây giờ mình sẽ thử chạy cái strip này chúng ta để hy vọng là nó sẽ không có cái lỗi nào nào à, rồi trên đây stop is to instant rồi current is stopping này trong chờ 3 giây này chờ 6 giây này rồi chờ 9 giây tại mình cứ cho nó ngủ 3 giây chờ 12 giây 15 giây 18 giây khá lâu à các bạn có thể test này sau này bỏ vào lambda đó, các bạn nhớ là bình thường một cái lambda function nó sẽ chạy được tối đa là 15 phút ha nên là mình, mình sẽ kỳ vọng là con server mình sẽ không quá 15 phút khi nó stop rồi chúng ta đã coi đang stopping rồi oh, hình như là mình bị lúc chỗ này rồi rồi oh, nó stop rồi nhưng mà chúng ta đang xử lý cái lúc lúc ok nó đang Uh, stop thì trong khoảng 39 giây nha. Nên các bạn cũng sẽ cần phải chú ý cái server của mình, uh, cái quá trình là stop nó uh, bao nhiêu lâu. Chúng ta cần nhắc. Uh, bây giờ mình đã stop xong rồi. Bây giờ mình sẽ modify ha. Lưu ý nhé, nếu mà các bạn không không dùng cái uh, cái đoạn promise để chờ này á, uh, thì các bạn sẽ không modify được cho tới khi uh, nó hoàn toàn stop ha. Huh? Rồi modify, bước tiếp theo modify chúng ta sẽ gọi cái away modify to install. À, dễ đúng không ạ? Modify thì sau khi modify thì mình sẽ có một cái câu lệnh một cái câu thông báo ở đây đi cho nó đẹp đẽ tí ha. À, instant head uh, change to new instant time mình sẽ dùng cái new instant Instant thai ở đây ha. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra trước khi kiểm tra chúng ta tùy Too small này bây giờ mình giả sử mình sửa nó lại về đào tạo đả. à, instant time mình chỉ có instant time ở đây có cái dòng này quá này đang là tên small thì mình chuyển nó về Macro đi nha tất nhiên các bạn phải biết chọn đúng là instant thai cái đấy thì tùy vào cái 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 mong muốn của bạn rồi bây giờ đang là t2 uh, t3 small giờ mình sẽ chạy lại cái strip này nhá thì bây giờ chúng ta sẽ không phải chờ nó stop nữa bởi vì là uh, nó đã stop rồi nha nên là nó sẽ nhanh hơn này stop này ok rồi um, amazon uh, id này trên to new uh, instant thai t3 macro uh chúng ta sẽ được refresh này đang tiếp T3 small này rồi T3 macro chúng ta xử lý thành công à, để ấy thì chúng ta sẽ sửa này thành cái small đi hay là nano đi bây giờ chúng ta đã modify nó thành công rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần sạc nó lên numa. thì chúng ta sẽ start amazon ec to instance thì để start thì chúng ta ở uh, quay thôi start để đúng không? thì để start này thì chúng ta lại quay về chúng ta để kiểm tra cái con ec này khi mà nó đã ở trạng thái running hay chưa? lúc này mình không phải kiểm tra nó là stop hay chưa mà kiểm tra nó sẽ running vậy thì mình uh, mình có một đoạn code tương tự này nhưng mà thay vì kiểm tra stop thì kiểm tra running Vậy thì đoạn code này thì chúng ta bị lặp lại ha, cho nên là mình thì mình không muốn uh, repeat myself cho nên là mình sẽ có thể tạo một cái function ở đây à, con way for uh, ec2 à? mình đặt tên nữa tạo như thế nhé thì đoạn này mình sẽ copy cái code ở đây rồi à, way for ec2 thì lúc này mình sẽ cần truyền vào đây là một cái status nào uh, stop hay là running way for running hay way for stopping thì uh, chúng ta sẽ có một cái đây này uh, bây giờ nó sẽ khác hoặc bằng uh, stop hay chưa thì chúng ta sẽ xem là con này nó đã nó uh, có như là thực sự đã được stop hay chưa thì chúng ta sẽ kiểm tra ở đây con là khác này sẽ là khác xây tốt ha à? nếu mà nó khác cái stop thì nó vẫn cứ chạy tiếp thì chỗ này sẽ là way for stopping hoặc là way for running thì lúc này chúng ta sẽ có đây một cái message ở đây nha à. một cái message ở đây mình sẽ cần phải compare cái status bằng nếu mà chuyển vào là stop it à, thì uh, trả về một cái giá trị là stopping hoặc là chỗ này sẽ là running Wait for à, uh, à không, cái không phải là message ha à. rồi current status is uh, you stop pending hay là stopping gì đấy à, uh, vào 3 giây uh, rồi chất for status chạy lại chạy lại cái vòng này rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái ec2 ở đây bây giờ mình sẽ không dùng cái đoạn này nó mình copy cái đoạn này ở đây quay quay uh, for ec2 đấy là tên hơi chuối nhưng mà <laughs> Uh, làm nhanh để các bạn đỡ phải chờ ha rồi bây giờ mình sẽ cái này mình phải truyền vào đây truyền vào đây là quay cho nó stop này tiếp theo con này cũng quay nhưng mà quay này cho nó là phải running ha rồi running thì sợ thì bây giờ quay for running thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra là cái con này nó đã hoàn toàn running hay chưa ha thì lúc này là bây giờ mình modify cái con instant start instant modify instant thì bây giờ chúng ta quay lại này khi chúng ta modify á thì chúng ta xem cái con này đã nó modify thành công hay chưa ha chúng ta phải xem là à ví dụ như mình chuyển từ T3 small uh, sang T3 macro hạn mình mình giảm cái uh, cái kích thước con server chúng ta đi ha thì chúng ta sẽ có một cái status code để khi mà biết là nó đã modify thành công hay chưa thì trong phần này mình sẽ có để ở đây ha uh, mình sẽ để cái con status bằng à, respond đi nha thì trong phần respond này mình sẽ có này à, console log à, status code à, mình sẽ để ra. rồi mình sẽ copy cái này à. đây cái cốt của mình là http uh, response này metadata này rồi chấm http ở đây ha tại vì nếu mà mình trên nó bị sai thì nó sẽ báo lỗi đây giả sử 200 là lỗi ok này, là thành công này giả sử bây giờ mình thêm giả sử T3 small 888 thì đó đi bây giờ mình cái này chạy nó sẽ bị lỗi ha đây lỗi 400 thì bây giờ mình sẽ cache, cache cái cái này thôi, mình chỉ lấy cái 200 này. Vậy thì chỗ này mình sẽ sửa một xíu chúng sẽ return cái oh. mình sẽ return HTTP code này. À. rồi chúng ta sẽ xem trong cái modify của chúng ta. Đây modify đây. Return là, return là cái này là cái status của cái modify uh, bây giờ chúng ta coi về handler chúng ta ở dưới này này đây modify chúng ta ở đây thì modify chúng ta sẽ là có này status code bằng ok đúng không ạ dụ code chỗ này là có thể là uh, 200 này 400 này gì đấy đúng không ạ thì có rất nhiều code ở đây nhưng mà chúng ta chỉ cần cache cái code là code 200 thôi bây giờ mình sẽ so sánh này. status code hai có nghĩa là thành công ha. thì mình sẽ chạy cả cái thủ tục này còn không thì chúng ta sẽ bảo là console log ở uh, error rồi rồi way for uh, in running ha. giờ chúng ta sẽ echo một câu thôi là mình đã chạy xong nó thành công rồi này. À, vậy thì mình sẽ bảo là Amazon okay, head chain to new instant time. successfully gọi là successfully. Ok, mình sẽ làm vừa start vừa stop ha. Rồi chúng ta sẽ tự, từ test cái strip của chúng ta. Bây giờ mình đang con này như mình đang là nó đang là t3 small này phải. Rồi mình sẽ chuyển nó sang t3 nano nhé để thử có thế nào nhé. Thì phần này mình mình các bạn xem này, mình sẽ thay đổi nó và mình cũng sẽ start nó lên luôn. À, uh, đây, way for starting là running này, rồi báo là thành công ha. Và chúng ta sẽ cùng xem mà uh, change instant time có kiểm tra này có permission gì đây à chưa có cái nốt rồi stop modify uh, t3 nano này, rồi chúng ta t3 nano đúng không ạ chúng ta còn này t3 nano này running này ok đúng không ạ rồi running successfully giờ chúng ta sẽ thử thay sang một con khác đi t3 uh, t3 small 111 thì đó đi à, có như cái instant này mình bị lỗi chẳng hạn rồi mình sẽ chạy nó vẫn sẽ nó sẽ lỗi ở cái đoạn modify instant Đang stop này. À nó đang phải stop nữa, đoạn này lúc này tại vì mình đang chạy nó ở cái đoạn nano đang running thì chúng ta sẽ cần phải stop nó. Thì nó sẽ còn sẽ phải chờ một thời gian nào. Nãy mình chờ ba mấy giây gì đấy. Đây, mình cũng bị uh, chờ khoảng 30 30 giây gì đây này. Thì các bạn thấy bị lỗi này, exception này, T3 small 110 không đúng ha. Thì cái này các bạn có thể dùng cache trong cái phần uh, JavaScript chúng ta mình sẽ không có nó cái phần này kỹ để đỡ mất thời gian của các bạn, các bạn có thể tìm hiểu rất là dễ. À, rồi, mình bây giờ mình sẽ sửa cho nó đúng nhé. À, chúng ta coi này, đang là T3 Nano dạng stop, tất nhiên bây giờ chạy lại chúng ta sẽ không phải stop nữa. Và giờ chúng ta sẽ thử chạy, nó tất nhiên nó sẽ thành công nào. Chúng ta sẽ chờ này, Clear này. Rồi. rồi oh, stop chúng ta stop này modify đến t3 small nào. và chúng ta sẽ start uh, con con 2 thì đầu tiên trạng thái nó sẽ là bending này chờ nó và chờ nó running trong 3 giây nó running rất là nhanh trong 6 giây xong rồi ec2 uh, này đã Change để thay đổi đến instant t3 small trả trạng thái nó running sẽ fully chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa rồi oh, t3 small này, chạy running sẽ fully Bây giờ chúng ta sẽ làm một bước cuối cùng mà chúng ta sẽ cần phải tạo một cái lambda function này nó tự động chạy Chứ chúng ta không thể nào, ví dụ mỗi lần làm chúng ta lại chạy từ cái viết code chúng ta đúng không ạ Thì trên hết dịch vụ lambda này nó rất phù hợp cho anh chị mà học về hay làm về automation à, Mình sẽ tạo một lambda function đây, tên nó là uh, Modify Exito Instant Time Mình dùng Node.js 18 nha à, Kiến trúc thì 86 Uh, cái phần role này mình sẽ sửa sau à. mình hiện tại mình chưa mình chưa có xử lý phần này rồi oh, create cái function này thì vì ec nó sẽ thao tác với uh, à lambda sẽ thao tác với EC2 à, cho nên là lambda sẽ cần một số các cái quyền để nó tắt mở rồi modify instant à. thì lúc này mình sẽ copy cái code của mình vào trong cái phần này trước uh, tất nhiên mình sẽ không copy cái phần handler à, tại vì nó sẽ chạy từ cái handler này của chúng ta rồi mình sẽ deploy à, thì khi mà chúng ta chạy javascript chạy nốt js run than là 18 á, thì mặc định nó đã có nó đã có cái à, gọi là cái cái bộ thư viện cái là cho các bạn không phải cài cần phải cài thêm nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải cấu hơn một số biến environment ở đây à, mình sẽ thêm một số biến ha. À. thì trong bài này mình sẽ dùng ba cái biến environment là biến uh, instant id này. Uh, instance id uh, uh, thì cái này instance id của mình giả sử là con này rồi uh, thứ hai là chúng ta sẽ dùng biến là reason uh, api sau ít quan uh. và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái gọi là new instance id thì bây giờ mình giả sử mình có là mình đẩy về t 2 macro đi mình đẩy về t 2 macro uh thì mình tạo ba biến môi trường. Thế con ECTO mà nó đang ở là T3 small, bây giờ mình đẩy nó về T T2 micro. Rồi bây giờ nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ chạy không được ha. Các bạn thử này, các bạn sẽ chạy không được. Tại vì là các bạn cái cái này chúng ta chưa có cái quyền của Lambda gọi lên trên à. các bạn sẽ bị access denied, unauthorized operation. Uh, với một cái nữa là các bạn sẽ cần phải lưu ý nha. tại vì con Shitu nó stack nó sẽ mất rất nhiều thời gian uh, nó mất um, à, stop nó mất 30 giây nha uh, cho nên mình sẽ các bạn sẽ cần cấu hơn cái thời gian tham ao của cái Lambda là Function này là sự mình sẽ cố cho nó 5 phút Nếu để mà con server các bạn stop càng lâu stack càng lâu ấy thì các bạn sẽ cần phải cấu hơn cái thời gian này nó lâu hơn nữa rồi mình sẽ cấu hơn cái rôn của mình ở đây để nó có cho hết cái quyền Uh, modify is to Instant Rồi, Chúng ta sẽ mở cái IAM role chúng ta ra thì Hiện tại con role này nó chỉ có thông tin cơ bản thôi Mình sẽ tắt cái Policy Thì uh, bài này để làm nhanh thì mình sẽ add cái quyền Amazon is to Full Còn trong thực tế thì các bạn nên add những quyền cụ thể, ví dụ như là Stop, Start, Modify gì đấy Đó. Ok, mình sẽ chạy lại cái Lambda function của chúng ta ở đây đó, chúng ta sẽ review lại một chút ha. Rồi. Ok, chúng ta sẽ test. Rồi, thì chúng ta là T2 small đúng không ạ? T3 small chờ chờ t2, t2 macro này. Chúng ta sẽ lại stop. Ok, stop rồi này. À, ờ, khi nó stop hoàn toàn á thì à, uh, thì nó sẽ à, uh, chuyển sang T thành T2 T2 macro sau đó nó sẽ start lên ha. Huh. Rồi. Này sẽ chờ một lúc còn tại vì stop là các bạn sẽ chờ đâu khoảng 30 giây. Rồi, các bạn chờ đâu đó cũng khoảng 30 giây nó đã chuyển thành uh, t macro và đang ở trạng thái nó Starting tinh rồi sẽ là bending. rồi ok running thành công nhé Thì bây giờ chúng ta có các bước nào chúng ta tiếp tục làm Thì khi mà các bạn đang đổi nó thành Uh, nó là t macro á, thì bây giờ các bạn muốn thay đổi thì các bạn thay đổi cái cái các bạn ở đây thôi thì cái này các bạn có nhiều cách làm ha có thể là các bạn tạo hẳn hai cái lambda function và lambda function thứ nhất thì cốt thì y xì nhau lambda function thứ nhất thì các bạn để cái new instant là giả sử cái kích thước lớn hơn còn một cái là new instant thì các bạn sẽ để là cái instant thông thường các bạn hay dùng ha thì nó sẽ có hai ngữ cản này các bạn chạy hai lambda function này thì tự động nó sẽ tăng và hay là giảm cái số lượng Um, ví dụ phần cứng CPU và RAM của con máy chủ chúng ta dựa trên instant time chúng ta cấp phát uh, thì đây là một đây là một cái cách mà giúp các bạn vertical scaling và nếu mà các bạn muốn mà dạng cấu hình mà nó dạng lập lật đó, thì các bạn sẽ dùng event brick thì bạn sẽ hẹn giờ thì hẹn giờ nó sẽ chạy cái lambda function nào thì giả sử mình sẽ mở event brick chúng ta đây chúng giả ta giả tạo một cái rule thì cái rule này mình sẽ đặt sử là rule một đi những cái rule này mình sẽ dựa trên schedule schedule các bạn giả sử các bạn cấu hình là ngày trong tuần hay là weekly hay là cuối 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 tuần gì ha là các bạn recurring này dựa trên cái cái cron thì cái này quay về các bạn đã biết rồi sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn cái khung thời gian để chạy cái à, chạy cái script này ví dụ mình chọn next này À, mình sẽ chọn giả sử mình chọn rate by giả sử 12 giờ một lần đi nó giả sử như thế mình chọn cái này các bạn chọn theo thứ tự của các bạn rồi à, 12 giờ ok 12 ngày một lần đi rồi sau đó mình sẽ chọn chạy lambda hay invoke cái lambda thì lambda thì nó sẽ lựa chọn cái lambda chúng ta ha. modify instant Time này thì bây giờ coi như là bây giờ các bạn có hai cái hai hai cái lambda này một cái lambda chạy để nâng cái máy chủ một cái lambda chạy giảm cái máy chủ thì các bạn chọn ở đây thôi xong rồi các bạn next bạn uh, finish thôi đó, đó chọn à, lưu lại thì chạy tất nhiên mình sẽ không lưu này để nó thay đổi con server của chúng ta thì đó thì đây là một cái bài cũng khá là dài nhưng mà mình nghĩ rất là hay uh, nó sẽ vừa hướng dẫn cho các bạn huấn luyện các bạn cách sử dụng cái SDK một cách linh hoạt ở trên Uh, AWS thông qua bộ JavaScript version 3. Lần các cái việc mà vertical scaling một con máy chủ mình thấy đây là một cái ngữ cảnh mà cũng làm việc một số các cái uh, hệ thống một số các dự án ấy, cũng yêu cầu vertical vertical scaling này rất đơn giản à. uh, Cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video rất là dài. Cái phần script code mình sẽ để trong phần description à. uh, Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình cũng hy vọng là các bạn cũng đừng có nên có có bị code là các bạn tự viết code thì các bạn sẽ nhớ nhiều hơn và các bạn học được nhiều hơn à uh, Cảm ơn các bạn và chúc, chúc các bạn thành công nha.